Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma để chúng ta đến với nội dung tập số 2, câu là tập cuối của bộ truyện Tiếng Vọng Nơi Rừng Sâu. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời đã bắt đầu về đêm, gió thổi mỗi lúc một mạnh. Văn cứ như vậy chạy theo con đường mòn nhỏ chỉ đủ cỡ hai người, có thể tránh nhau mà chạy thẳng vào trong rừng. Thật may cho Văn là bao nhiêu năm con đường mòn này vẫn còn nguyên, chỉ có điều là cây cối có phần um tùm hơn. Chạy được một quãng khá xa cảm thấy mệt, cho nên Văn ngồi xuống chỗ một gốc cây bên đường, lấy chai nước khoáng bàn nãy mang theo từ nhà nghỉ đưa lên miệng uống, thì bất ngờ Văn dừng lại, bởi lúc này chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ có buộc hai cái chuông nhỏ được đeo ở cổ tay cổ Văn khẽ rung lên và chạm vào nhau. Không hiểu rõ lắm chiếc vòng mà vợ của Văn đã đeo cho Văn lúc anh dắt xe ra khỏi nhà, Văn cũng chỉ nghĩ mơ hồ là chiếc vòng tay đeo vào chỉ là cầu an mà chẳng có tác dụng gì cả uống nước xong văn cũng phần nào đỡ khát và bớt mệt hơn đang tính sẽ đứng dậy để chạy tiếp cho thật nhanh tới ngôi nhà hoang nằm đó để có thể nhanh chóng tìm lại được số tiền văn đã cất giấu nhưng văn chưa kịp đứng dậy thì bất ngờ cách chỗ của văn đang ngồi không xa bỗng xuất hiện một cô gái trẻ văn ngạc nhiên bởi anh ta đang suy nghĩ tại sao giữa đêm hôm lại gặp cô gái này ở một nơi hoang vắng như vậy Văn chợt suy nghĩ tới việc anh ta đang gặp ma thì không khỏi cảm thấy run sợ. Còn chưa hết hoàn hồn vì sợ thì bất ngờ cô gái đứng không quá xa với chỗ của Văn đang ngồi, lên tiếng hỏi làm cho Văn giật mình. Tại sao anh lại trở lại nơi này? Đi rồi còn quay lại làm gì? Bộ anh muốn chết thật sao? Văn sợ tới tái cả mặt bởi cô gái đang đứng trước mặt của anh với một mái tóc dài phủ kín mặt đang từ từ ngờ mặt lên nhìn anh ta mà mỉm cười. Nếu đã quay lại nơi này chỉ vì tiền thì anh nhất định sẽ chết. Còn vì tình cảm mà cần số tiền đó ra khỏi khu rừng thì chỉ cần lấy đủ chứ đừng tham. Nếu muốn sống anh phải nghe tôi, nếu không đừng trách tôi không giúp anh nữa. Bởi tôi đã giúp anh chạy ra khỏi nơi này một lần trước đây. Văn sợ quá ú ớ ở trong miệng. Mà, mà, ai đó cứu tôi với nhưng văn ngồi im lặng toàn thân bất động bởi vừa rồi chỉ là một giấc mơ chứ không phải là sự thật hình ảnh của cô gái đã nói với văn những lời đó như là in sâu vào trí óc tiếng chuông kêu lên không ngừng phát ra hai chiếc chuông nhỏ trên chiếc vòng tay của văn làm cho anh đưa cổ tay lên xem và nhận ra chiếc vòng đang phát ra một ánh sáng đỏ hắt ra từ chiếc vòng mình vừa nằm ngủ mơ nhưng lạ quá Mày nhớ là mình đâu có ngủ chứ Văn lầm bầm ở trong miệng Khi bàn tay của Văn lúc này đang khẽ run lên Mồ hôi vã ra như tắm Đứng dậy Văn đứng im tại chỗ Rồi đưa ánh mắt nhìn quanh Trước hai bên trái phải Nhận ra lúc này trên đường mòn Không còn ai khác ngoài anh ta Văn mới hít thở một cách thật sâu Rồi lấy đà chạy về phía trước Sau nhiều câu hỏi như xoáy vào óc thái và thăng của Tân và Đại, lúc này làm cho cả hai không còn che giấu được nữa mà phải thừa nhận đến nơi này để vào bên trong khu rừng đại hỏi. Cậu nói năm đó cậu thuê người vào làm việc bên trong rừng rồi phát hiện ra ngôi làng và căn nhà hoang chứa số tiền đó. Thái gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi cũng chỉ vô tình phát hiện ra ngôi nhà đó mà thôi. Nhưng mà chắc hẳn là nhà nhà của người giàu có cho nên... Tần thấy Thái ấp úng cho nên liền nói cậu nói rõ hơn đi Úp úp mở mở như vậy chúng tôi khó hiểu quá Thằng thế bạn của mình có thể đã không giữ được bình tĩnh cho nên vội trả lời thay Có thể chủ ngôi làng đó là một người nhà giàu có Lúc mà chúng tôi phát hiện ra ngôi nhà thì đã được bỏ hoang từ lâu Và không có người ở đó Cho nên chúng tôi đã dừng chân và nghỉ ngơi ở đó ba ngày rồi đi Tân liền hỏi Vậy khi các cậu ở đó nghỉ ngơi đã phát hiện ra số tiền đó, Cả Thái và Thăng đều gật đầu thái vội trả lời. Đúng vậy. Sau khi phát hiện ra số tiền chúng tôi đã lấy và chia nhau, rồi cũng trong đêm đó chúng tôi rời đi. Nhưng mà một sự việc đáng sợ xảy ra với chúng tôi năm đó, cho nên một người bạn của tôi tên văn đã chôn cất số tiền của anh ta và một người tin Hùng ở lại căn nhà đó. Tên liền nói, sự việc gì? Nếu như anh nói số tiền mà người bạn tên văn của anh và bạn của anh tên là Hùng là được cất giấu tại căn nhà, vậy còn số tiền của các anh đâu sao lại quay lại đó bây giờ để kiếm lại số tiền của người ta thái liền dè dặt bởi vì số tiền của chúng tôi năm đó không ai có thể mang trở về hay nói đúng hơn là chúng tôi không thể mang số tiền của mình ra khỏi rừng đại nghe tới đây thì có điều gì đó làm cho anh cảm thấy không ổn liền hỏi tại sao các cậu không mang được số tiền đó ra khỏi rừng thằng thờ giải đáp bởi nếu chúng tôi không bỏ lại số tiền thì chúng tôi sẽ phải chết Tân và Đại tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi của Thăng. Tân liền hỏi. Chết, rốt cuộc là sao? Ai giết bọn họ? Những người không thoát ra được khỏi khu rừng đó, tại sao họ lại chết? Nghe Tân hỏi đến đây thì cả Thái và Thăng như thể cả hai đều nhớ lại. Những hình ảnh và tiếng động đáng sợ trong đêm kinh hoàng của hơn 25 người chạy sợ hãi để có thể thoát khỏi khu rừng. Để đến cuối cùng chỉ còn lại bốn người thoát ra ngoài và một người đã chết và bị thương quá nặng không thể qua khỏi. Kể lại toàn bộ những gì còn nhớ được cho Tân và Đại nghe. Nghe xong câu chuyện của Thái và Thăng mới vừa kể, làm cho Tân và Đại không khỏi thấy vô cùng kinh ngạc. Đại nhìn Thái rồi khẽ thở dài. Cậu còn nhớ đường vào ngôi nhà bên trong khu rừng đó chứ? Thái quay sang nhìn Thăng rồi quay lại phía Đại mà dè dặt nói tôi không nhớ rõ đường cho lắm nhưng mà tôi sẽ cố. Tân đứng dậy nhìn thẳng vào mặt của Thái Tân liền nói. Được, vậy cậu đưa chúng tôi tới ngôi nhà hoàng đó đi. Thái liền đáp. Hai anh em muốn tới đó vì... Cho tôi tới đó không phải vì số tiền mà cậu đang nhắc đến. Gần đây có nhiều người chết ở con đường mòn phía bên ngoài khu rừng. Này được biết bên trong khu rừng có thứ gì đó đáng sợ mà các cậu đã nói rất có thể liên quan đến những nạn nhân đã chết trong khu vực mà chúng tôi đang thụ lý vụ án. Cho nên chúng tôi muốn xem rốt cuộc thứ đáng sợ bên trong khu rừng này, rốt cuộc là người hay là một con thú nguy hiểm. Phía bên kia khu rừng sau khi chạy được một quãng đường khá xa ngôi làng, Tiến và Bảo cùng đám đàn em của Bảo về dừng lại, bởi lúc này cũng đã thấm mệt. Trần Bảo nhận ra trong số những tên đàn em có mặt lúc này đã thiếu mất ba người. Khương Mạnh kèm ánh mắt của Bảo đã trở nên vô cùng hoang mang và sợ hãi. Hắn liền run rẩy nói. Bọn chúng nó chết cả rồi sao? Một tên liền đáp. Em không rõ đại ca. Lúc đó vội chạy quá em cũng không có để ý. Không biết ba thằng kia sao rồi. Có khi nào chúng nó chết thật rồi không đại ca? Bà hoang mang nhìn những tên đàn em đang đứng ngồi trước mặt hắn mà cảm thấy bất an và lo lắng rất nhiều bởi hắn biết số người này đã theo hắn vào sinh ra tử không biết bao lần để rồi tìm ra số tiền và tìm cách thoát khỏi ngôi làng kỳ lạ này nhưng đều nhận được kết quả không như hắn mong đợi nhìn những vết thương nay đã trở thành sẹo trên người những tên đàn em không khỏi làm cho hắn cảm thấy nhói đau từ ngày hắn ở lại ngôi làng này thì những tên đàn em không khác gì một gia đình với hắn cho nên lúc này khi đứng trước một mối đe dọa đáng sợ đang rình rập, Bảo không thể làm gì khi phải đứng nhìn ba người em của hắn mất tích chưa rõ sống chết. Quay sang tiến đang lặng im quan sát xung quanh, Bảo liền vội vàng hỏi giọng gấp gáp: Thế nào rồi? Sắp tới nơi chưa? Sắp tới căn nhà đó chưa? Tiến nét mặt tỏ ra vô cùng tự tin trả lời câu hỏi của Bảo. Sắp tới nơi rồi, tranh thủ nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta phải chia ra thành hai đội để chạy tới ngôi nhà bảo liền ngạc nhiên hỏi chia ra thành hai đội sao nhưng để làm gì tiến liền nói chúng ta không biết trong rừng trong bóng tối thứ đáng sợ kia là thứ gì nhưng mà xem ra nó chỉ có một mình chính vì vậy mà chúng ta phải chia ra để chạy như vậy thì có thể đánh lạc hướng tầm nhìn của nó may ra có thể thành công bảo lo lắng nhìn những người anh em của mình nhưng chưa kịp lên tiếng thì một tên đàn em của bảo đã nhanh miệng nói với hắn hắn nói đúng đại ca chúng ta đi theo lời của hắn đi như vậy chúng ta có thể đến được ngôi nhà đó bảo đứng dậy hắn liền nói như vậy thì quá nguy hiểm chúng mày tên kia liền nói với bảo chúng em không sao chỉ cần có thể đến được ngôi nhà có thể rời khỏi nơi quỷ quái này bọn em bất chấp nguy hiểm đừng suy nghĩ nhiều nữa đại ca chúng ta phải đi thôi bảo nắm chặt hai bàn tay lại hai mắt nhắm chặt toàn thân hắn đang run lên bởi hắn biết quyết định của hắn sau đây sẽ rất quan trọng bởi nếu như đây là một quyết định sai lầm rất có thể hắn sẽ đưa anh em của hắn đi vào chỗ chết mở mắt hắn nhìn lên phía trước một khoảng không tối tăm trước mặt và quyết định cuối cùng chính là nghe theo lời đề nghị của tiến Nhanh chóng nhóm người chia ra làm hai đội, chia ra hai đường chạy thẳng tới ngôi nhà, vẫn còn là một đích tới còn khá xa ở phía trước. Nhóm người vừa chạy thì lúc này từ phía sau, một bóng đen đang bước tới. Nó dừng lại hướng ánh mắt màu đỏ tà dị nhìn xung quanh vị trí nó đang đứng. Trên gương mặt đầy máu của nó lúc này, bỗng hiện hữu một nụ cười gây sợ. Nó mở miệng và bắt đầu nói. Đã đến lúc kết thúc cuộc săn mồi, Chúng mày nghĩ sẽ chạy thoát được sao Để xem nào Rất lời nó ngồi xuống Rồi bất ngờ nó lầm bầm trong miệng Những tiếng gì không rõ Một cơn gió lớn bất ngờ từ đâu thổi tới Làm cây cối trong rừng nghiêng ngả Cát bụi bay mù mịt Làm cho cảnh vật trở nên vô cùng đáng sợ Một sự việc kỳ lạ đã xảy ra từ dưới mặt đất bắt đầu có những bàn tay đang trồi lên những bóng đèn đang trồi lên từ lòng đất đó chính là những linh hồn quỷ đói. Chúng ngồi trước mặt chủ nhân, con quỷ vừa dùng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ kia triệu hồi chúng. Trên gương mặt đầy máu và đáng sợ của nó, bỗng hé miệng với những chiếc răng sắc nhọn mà gần giọng nói ra như đang ra lệnh cho những âm hồn đang ngồi với những hình thù đáng sợ trước mặt. Kết thúc đi, phải ngăn chặn nó tới căn nhà, không được để cho đứa nào sống, nào bắt đầu sao cô nói như ra lệnh từ chủ nhân bất ngờ những âm hồn kia ngửa mặt lên chúng rú lên những âm thanh vô cùng đáng sợ quay đầu chúng chạy với một tốc độ nhanh tiến thẳng vào trong rừng đuổi theo đám người của tiến và dĩ nhiên chúng cũng chia ra thành hai nhóm chia theo hai hướng mà điên cuồng đuổi theo nhóm người của tiến và bảo bất ngờ dừng lại tiến quay đầu nhìn về phía sau tiếng gì vậy Bảo cũng đang nghe thấy thứ âm thanh đáng sợ vừa vang lên từ phía sau. Gấp gáp Bảo nói với Tiến. Chạy nhanh lên, nó không phải chỉ có một mình. Không thể để cho mất thời gian thêm và nhận ra nguy hiểm đang ập tới từ phía sau mỗi lúc một gần. Tiến ra hiệu cho Bảo và những người còn lại tiếp tục chạy thật nhanh về phía trước. Nhóm của Bảo và Tiến đã bắt đầu chạy thì ở đường bên kia, nhóm đàn em của Bảo đang chạy bất ngờ đã dừng lại một trong số năm người lên tiếng nói chúng ta phải dừng lại ta muốn xem nó là thứ gì ta muốn nhìn thêm nó là thú rừng hung dữ hay là con người giống như chúng ta chúng ta sẽ ở lại cầm chân chúng được vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau ở lại giữ chân chúng nằm tên đàn em của bảo như là đồng ý với phương án họ đứng thành hàng ngang chặn lại con đường do lớn đang thổi không ngừng mỗi lúc một lớn hơn cây cối xung quanh như đang tỏ ra giận dữ. Từ khoảng không gian tối tăm đó là những tiếng cười như điên dại, đang không ngừng vang lên, kèm vào đó là tiếng chân chạy dồn dập mỗi lúc một gần. Một người liền run giọng nói, Thứ đó chứ không phải là thú rừng mà làm". Không nói gì thêm nữa, cả năm người vội vàng đưa tay về sau, cầm chặt trong tay cổ họ lúc này là những con dao sắc nhọn ánh mắt vẫn hướng về khoảng không gian tối tăm đáng sợ kia để mà chờ đón thứ đáng sợ vẫn luôn là nỗi ám ảnh suốt nhiều năm qua đối với họ gió bắt đầu đã lắng xuống cây cối đứng im trả lại sự yên tĩnh cho khu rừng từ trong bóng tối phía xa trước mặt của họ lúc này chính là hình dạng đáng sợ của thứ được gọi là ma quỷ đang xuất hiện trước mặt của họ tiếng cười không ngừng vang lên và bất ngờ những bóng đèn với những hình thù kỳ quái khác nhau nhanh chóng lào tới phía họ như một cơn bão của sự chết chóc tiến và bảo cùng vô số anh em còn lại chạy tới cuối cùng thì trước mắt của họ lúc này cũng chính là ngôi nhà năm đó thái và đoàn người trong đó có tiến và bảo đã vô tình tìm thấy nơi này vừa tới nơi thì tiến đã vội kéo tay cổ bảo rồi ra hiệu cho tất cả ngồi xuống nhúc sau một gốc cây khá to ở cách đó không xa tiến liền vội nói cây gì thế này trong nhà có người bảo nghe thi tiến nói rằng trong ngôi nhà hoang trước mặt có người nên tỏ ra vô cùng ngạc nhiên bảo nói giọng run rẩy chẳng phải mày nói mày nói là nhà hoang không có người ở à? trước đây là nhà hoang nhưng mà nhiều năm như vậy rồi chả lẽ không có người tìm thấy ngôi nhà này ngoài chúng ta Bảo im lặng bởi nghe tiếng nói vậy cũng vô cùng hợp lý, cho nên Bảo không nói thêm lời nào. Im lặng quan sát, một tên đàn em của Bảo lên tiếng, Đại ca, sao chưa thấy tụi kia tới chỗ chúng ta, có lẽ nào chúng đã chết rồi cả không? Bảo giật nảy người bởi khi tên đàn em hỏi, hắn mới nhớ ra những tên đàn em của hắn đã tách ra thành một nhóm nhỏ, khi nãy tới giờ vẫn chưa thấy tăm hơi. Cảm thấy có chuyện chẳng lành Bảo nói với Tiến, đàn em của tao chúng nó tiến liền thở dài để đến được đây chúng ta phải chấp nhận có người hy sinh mày đã nói năm xưa mày cũng có mặt chả lẽ mày quên lúc đầu chúng ta có tất cả bao người bảo run rẩy đúng vậy hai mươi người cho đến phút cuối cùng tính cả tao thì số người sống sót năm đó là năm đàn em của bảo lúc này cũng chỉ còn ba người nghe thấy bảo nói vậy tỏ ra vô cùng sợ hãi một tên thấy có thứ gì đang chuyển động bên trong ngôi nhà thì vội vàng chỉ tay về hướng ngôi nhà mà nói đâu là có ai đó trong nhà đó đại ca hay là có ai đó đã tới trước chúng ta tiến cũng đã nghĩ giống với tên đàn em của bảo đã nói nhưng tiến không biết người trong nhà là ai cho nên anh ta chưa dám manh động mà chỉ ngồi im để quan sát bảo kéo tay của tiến gấp gáp rồi nói như là thúc giục trong nhà có người thật đó mày Còn đợi gì nữa mà không có vào trong đó xem là ai Mặc dù Tiến lúc này đang tìm cách để cắt đuôi được bảo Thế nhưng mà anh ta cũng rất tò mò muốn biết được bóng đen bên trong nhà lúc này là người hay ma Tiến vội vàng ra hiệu cho bảo rồi nói Được rồi chúng ta vào nhà thôi nhớ phải hết sức cẩn thận Bảo gật đầu đồng ý rồi quay sang phía đàn em của mình mà nói Nào chúng mày vào trong thôi ở ngoài này sắp không được an toàn nữa sớm muộn thứ quỷ quái đáng sợ kia cũng sắp đuổi tới nơi nếu trong nhà có người có thể chúng ta sẽ được an toàn bảo đã đúng khi quyết định vào trong căn nhà lúc này bởi suy cho cùng nếu không vào bên trong ngôi nhà thì chỉ ít phút nữa thôi hắn và đàn em có thể sẽ phải chết dưới hàm răng sắc nhọn của lũ ngạ quỷ đang điên dại đuổi tới tiến cố gắng hướng ánh mắt nhìn thật kỹ vào bên trong ngôi nhà hoang bên trong bóng đèn đã bắt đầu di chuyển. Bóng đèn đó dừng trước cửa. Do trời tối quá cho nên là Tiến không thể nhìn rõ được khuôn mặt của bóng người bên trong là nam hay nữ. Bất ngờ cánh cửa đang từ từ được mở ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của Bảo và Tiến. Cánh cửa được mở ra, bóng người bên trong quay người bước vào trong rồi biến mất không còn nhìn thấy đâu nữa. Tiến liền vội hỏi. Hình như là đúng bên trong có người Chúng ta mau vào trong chứ Bảo gật đầu rồi xác hiệu trông mấy tên đàn em theo sau hắn Tiến vào bên trong ngôi nhà Đứng trước cánh cửa bất ngờ Tiến dừng lại Hướng ánh mắt vào bên trong Tiến khẽ gọi Ai ở trong nhà vậy Có người trong nhà đúng không Một giọng nói khẽ vang lên Nhưng chỉ có một mình Tiến nghe thấy Đã rời khỏi nơi này Tại sao còn quay lại mau vào trong nhà đi nếu các người không muốn chết. Nhận ra giọng nói vừa rồi phát ra từ miệng của một cô gái thì không khỏi làm Tiến kinh ngạc tới há cả miệng. Hai mắt tròn ngược mà nói bằng giọng run rẩy. Vừa rồi cô ta, giọng cô ta, chúng mày có nghe thấy không? Bảo và mấy tên đàn em của hắn quay ra nhìn nhau cảm thấy tò mò. Vì Tiến đang nói có một cô gái đang nói chuyện với Tiến mà Bảo và mấy tên đàn em còn lại không nghe thấy Bảo liền nói Mày bị sao vậy cô gái nào Mày nói có một cô gái đang nói chuyện với mày Nhưng bọn ta đâu có nghe thấy chứ Tiến vội vàng im lặng Toàn thân của Tiến đã run lên vì quá sợ hãi Tiến đã có thể khẳng định một việc Đó chính là cô gái kia là ma chứ không phải người Nhớ ra hồn ma cô gái trong ngôi nhà đã nói Tiến dù lúc này đang tỏ ra rất sợ Nhưng anh biết muốn được sống rời khỏi đây thì chỉ còn một cách đó là nghe theo lời ma nữ kia vào bên trong ngôi nhà hoang này điều làm cho tiến cảm thấy khó hiểu lúc này chính là rút của cô gái kia là ai tại sao hồn ma cô ta lại vương vấn ở nơi này bảo đứng bật dậy tiếp theo là tiến và mấy tên đàn em còn lại nhóm người bước từng bước tiến tới cánh cửa đang được mở toang đó với một tâm trạng vô cùng phấn khởi bởi đến cuối cùng sau khi đánh đổi bằng sự nguy hiểm bằng cả mạng sống của bản thân họ cũng đã tới được nơi này nhưng bất ngờ chỉ còn cách cánh cửa không xa tiếng hét thất thành của một tên đàn em phía sau bảo làm cho cả nhóm giật mình kinh hãi quay đầu lại để nhìn trước mắt của tiến lúc này là một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra bà tên đàn em của bảo đang bị những bóng đèn với những hình thù kỳ quái trèo lên người máu không ngừng chảy ra từ những cái tát rất mạnh vào người vào mặt bởi những bóng vuốt dài và sắc nhọn của những bóng ma vừa mới đuổi tới lúc này bảo liền hét lên trong kinh hãi bọn chúng là thứ gì vậy không phải là thú rừng vậy rút cuộc trả lẽ tiến kéo mạnh tay cổ bảo lôi đi mặc dù không muốn bảo theo nhưng ngay khoảnh khắc này tiến không đành lòng bỏ bảo lại để nhìn anh ta chết dưới tay của những con quỷ khát máu người kia như là dự định của Tiến lúc bắt đầu chạy tới nơi này. Vừa chạy Tiến vừa nói hơi thở gấp gáp vô cùng. Bọn chúng là những con quỷ đó, bọn chúng không phải là người, mau vào trong nhà ít ra còn có thể sống mà thoát khỏi nơi này. Ngày tới đây thì bảo mặt đã biến sắc, gương mặt trở nên hoang mang và sợ hãi đến đỉnh điểm. Tiếng bước chân đang chạy trên nền gạch của Tiến và bảo xét tan sự yên tĩnh vốn có của khu rừng một giọng cười gây sợ kèm theo đó là giọng nói của một con quỷ khép vang lên vọng lại trước của tiến từ nơi nào đó trong khu rừng chúng mày thật là may mắn cũng thoát được bạn của chúng mày đang chạy đến đây bây giờ ta sẽ đi giết chúng mày chờ đi tiến há miệng thầm kinh hãi khi bên tai của tiến nghe rõ mồn một, một từng câu nói của con quỷ vừa nói bên tai của anh ít phút tiến bấp máy môi giọng run rẩy nó, nó nói có người đang đến đây Là ai? Lẽ nào là chúng mày Hà Văn? Và được bên trong ngôi nhà lúc này Tiến vào bảo có thể đã được an toàn Bởi bên ngoài tiếng cười điên dại Của đám quỷ không còn vang lên như lúc nãy nữa Xung quanh bốn phía tối tăm và yên tĩnh đến mức Không có một tiếng động dù là nhỏ nhất Lấy hộp diêm trong túi quần Tiến với tay nhặt lấy một chiếc củi khô ở gần đó đốt lên ánh lửa chiếu sáng mọi ngóc ngách bên trong căn nhà. Đồ đạc đều đã hư hỏng gần hết, bồi bám dày trên mọi bề mặt cửa sổ, cũng như cửa ra vào. Bảo liền run rẩy nói với Tiến. Nơi này ta cảm thấy quá đáng sợ mà cô ta đâu? Người phụ nữ ban nãy mày thấy trong ngôi nhà, chả phải cô ta ở trong ngôi nhà này sao? Tiến giật mình khi Bảo nhắc tới cô gái bên trong ngôi nhà, đào mắt nhìn xung quanh căn nhà tiến đứng dậy thì thầm thật kỳ lạ bảo ngạc nhiên tò mò hỏi kỳ lạ chỗ nào đây chỉ là một căn nhà hoang mà thôi tiến đưa ánh sáng từ que củi đang cháy chiếu lên một khung ảnh cũ ở trên tường đưa bàn tay lên gạt nhẹ lớp bụi bám dày trên mặt của khung ảnh tiến đưa que củi vào gần hơn để có thể nhìn kỹ bức ảnh tiến vừa quan sát vừa trả lời bảo mày không thấy lạ sao Tại sao đám quỷ đó chỉ đuổi tới đây mà không tiếp tục truy đuổi chúng ta ở trong căn nhà này nữa mà lại bỏ đi? Bảo vỗ tay trên chắn cái bốp rồi nói. Đúng vậy, vậy mà ta không có để ý tới. Chẳng lẽ căn nhà này có gì huyền bí làm chúng sợ bỏ đi? Tiến nhấc bức ảnh ra vội nói. Xem ra không phải. Tao nghĩ ngôi nhà này có gì đó không bình thường. Không phải bọn quỷ đó không đuổi tiếp nữa mà vì chúng không thể nhìn thấy hay là cảm giác được về sự có mặt của tao và mày trong ngôi nhà này. Nghe Tiến nói như vậy thì Bảo cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Do tò mò cho nên Bảo liền gấp gáp hỏi. Mày muốn nói gì ta không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao? Tiến chưa kịp giải thích cho Bảo hiểu những lời anh ta vừa nói thì bất ngờ từ phía sau một giọng nói của một bà lão khẽ vang lên làm cho cả hai người phải thầm kinh hãi không phải là bọn chúng không nhìn thấy được hai người đâu tiến đứng lùi lại mất vài bước chân còn bảo lúc này sợ ngãi quá khiến hắn toàn thân run rẩy không còn đứng vững văn lúc này cũng không ngừng chạy thật nhanh về hướng ngôi nhà nhưng phía trước lúc này cảnh vật làm cho văn phải dừng lại không dám chạy tiếp không phải là không thể chạy tiếp mà dù cho có thể đi văn cũng không dám dù chỉ là một bước chân Toàn thân của Văn run lên bởi trước mắt của anh lúc này là rất nhiều người. Nhiều người đến mức Văn nghĩ giữa đêm hôm khuya khoắt trên con đường mòn vắng vẻ là có nhiều người tập trung ở đây đến vậy. Những người mà mắt của Văn đang nhìn thấy lúc này họ đang đứng và ngồi tập trung ở hai bên đường của con đường mòn, chứ không hề đứng chắn con đường. Thế vậy Văn liền tự nói một mình. Những người này họ làm gì ở đây giữa đêm hôm khuya như vậy, chả lẽ họ cũng giống mình họ cũng muốn tìm ngôi nhà hoang đó văn cứ như vậy đứng chết chân tại chỗ anh sợ đến mức cũng không thể dám thở mạnh bởi lúc này trong đầu của văn đang có một suy nghĩ rằng những người ở trước mặt là cướp chứ không phải là người bình thường nhưng khi nghĩ tới đây văn lại thấy suy nghĩ vừa rồi của anh ta hoàn toàn có điều gì đó không có cơ sở bởi nếu là cướp thì tại sao họ lại cướp ở nơi hoang vắng như vậy Văn còn đang mải suy nghĩ cho nên không biết được chiếc vòng tay mà Hường đeo cho Văn lúc ở nhà đang có những dấu hiệu kỳ lạ. Chiếc vòng tay đã bắt đầu tỏa ra một thứ ánh sáng màu đỏ và thứ ánh sáng từ chiếc vòng phủ dần cơ thể của Văn khiến đến mức cơ thể của Văn không có chỗ nào không được ánh sáng đỏ của chiếc vòng bao phủ. Văn cũng nhận ra được điều đó từ chiếc vòng tay mà anh ta đang đeo đứng chiếc chân giữa con đường mòn duy nhất để có thể đi thẳng tới ngôi nhà hoang năm đó văn và nhóm người của thái đang nghỉ chân trước khi văn tìm thấy được số tiền và rất nhiều vàng được để trong những chiếc thùng làm bằng gỗ văn tuy đang tỏ ra sợ hãi bởi suy nghĩ của anh ta đã bắt đầu chuyển hướng và nếu như văn suy nghĩ đúng thì những con người đang kẻ đứng người ngồi hai bên đường mòn lúc này hiển nhiên không phải là người mà chính là những linh hồn. Và việc tại sao Văn có thể nhìn thấy được họ không khỏi làm cho Văn cảm thấy ớn lạnh. Văn bỗng nhiên run lên mồ hôi từng hàng từ chán chảy xuống ướt đẫm gương mặt đang không ngừng tỏ ra sợ hãi của anh ta. Bởi vì ngay khoảnh khắc này những kẻ đang đứng ngồi bên đường kia đang ngửa mặt lên nhìn về nơi Văn đang đứng từ lúc nào. Lúc này, Văn đang rơi vào trong tình huống giờ khóc giờ cười, chưa biết phải xử lý như thế nào. Thì phía sau của Văn hơn 20 phút đường, bốn người đang bước những bước chân gấp gáp, hướng thẳng về phía trước đi theo đường mòn, chính là Thái và Thăng, và hai người còn lại của phòng hình sự, đó là Tân và Đại. Tuy cả bốn người lúc này đều tỏ ra thấm mệt, nhưng không thể dừng lại nghỉ chân, bởi họ không còn sự lựa chọn nào khác khi tất cả đã có chung một quyết định giống nhau chính là lên đường để tiến vào trong khu rừng đêm hôm khuya khoắt chứ không phải là chờ đợi cho đến khi trời sáng mới lên đường tìm tính ngôi nhà đi được hai mươi phút thì bất ngờ thái kéo mạnh tay của thăng lại phía sau chỉ tay về phía trước thái run rẩy nói đừng đi nữa dừng lại đã phía trước có bóng người Tân và Đại nghe đến đây thì cả ngay nhanh chóng rút súng ra chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm đang rình rập phía trước. Thằng thấy Tân và Đại đã rút súng ra thì vội ngăn lại. Thằng nhìn về nơi bóng đen đang đứng phía trước mặt rồi quay lại nói. Nhìn dáng người đã quen lắm hình như là... Thầy cũng đang nhìn bóng đèn đang đứng ở phía xa và bất ngờ thấy định hét lên nhưng chưa kịp hô lên đã bị thăng bịt lại. Mày bị điên sao? Bây giờ mày hô lên như vậy thì lộ Thằng Văn đó để xem nó đang làm gì Theo sát nó đừng để nó biết ta và mày đến tận đây Thế gật đầu ra hiệu đồng ý Lúc này thằng mới bỏ tay đang bịt chặt miệng của Thái Tân liền hỏi Hai người vừa nói người đang đứng phía trước kia tên là Văn có đúng không? Có phải là người đã rời nhà nghỉ lúc tối? Đúng vậy Nhưng nó đứng đó một mình làm gì vậy? Nó đang đợi ai sao? Thằng ra hiểu cho Tân và Đại giữ im lặng bởi vì lúc này văn ở phía trước đang có biểu hiện kỳ lạ văn đang lùi lại phía sau từng bước chân rất chậm như thể văn đang sợ hãi thứ gì đó bởi khác với văn chính là những thứ mà văn đang nhìn thấy trước mắt lúc này nhóm của thái không thể nhìn thấy văn đang lùi lại phía sau bởi trước mắt của anh ta là những hồn ma đã bắt đầu di chuyển bất ngờ từ phía sau một bàn tay lạnh lẽo của ai đó chạm vào lưng của văn khiến văn giật nảy người quay đầu nhìn về phía sau thì văn kinh hãi bởi đứng ngay sau anh ta chính là cô gái bàn nãy anh ta đã nhìn thấy trong giấc mơ khi mà dựa lưng vào gốc cây ngủ thiếp đi lúc nào không hay văn liền ú ớ cô là ai cô cô là người hay ma vậy cô gái gương mặt vô cùng xinh đẹp ánh mắt u buồn một cách kỳ lạ một lần nữa giọng nói của cô gái đó lại vang lên bên tai của Văn. Giọng nói ấy Văn nghe ầm vàng như thể từ một nơi nào đó xa xăm vọng lại, chứ không phải là của một người đứng ngay sau lưng của anh ta. Bạn của anh đang ở phía sau, anh muốn cứu họ có thể sống thì lúc này anh phải nghe tôi nói. Văn nghe cô gái kia nói xong, thì cũng ngay lúc này anh ta đã thực sự nhận ra cô gái đang nói chuyện với anh ta, là một hồn ma chứ không phải là người, bởi Văn vừa nhìn thấy cô ta hoàn toàn không hề có chân và cô ta có một làn da trắng xanh vô cùng đáng sợ. Hướng ánh mắt Văn nhìn nhanh về phía sau và không quá khó để mà nhìn thấy nhóm của tái đang đứng ở một khoảng cách không quá xa với vị trí của Văn đang đứng. Văn liền run rẩy nói với cô gái, "Cô là ma, cô không phải là người sao?" Cô gái thì thầm nói với Văn như thể không muốn làm cho lũ quỷ khát máu kia có thể nghe thấy giọng nói của cô ta. Anh có cái vòng đó tôi không thể ở cạnh anh quá lâu. Cái vòng có thể giúp anh thoát khỏi tầm nhìn của lũ quỷ đói. Anh phải quay lại cho bạn bè của anh bây giờ. Tôi sẽ giúp anh dụ lũ quỷ đi khỏi đây. Nhưng anh phải nhớ, sau khi tôi dụ được chúng đuổi theo anh phải chạy thật nhanh về căn nhà cũ trong rừng. Ở đó thầy Mẫn giúp được anh an toàn Văn ngạc nhiên Thầy Mẫn là ai Căn nhà hoang đó có người ở sao Đừng hỏi nhiều nữa Tôi không mạnh hơn lũ quỷ đói Tôi chỉ có thể dẫn dụ chúng Theo một đoạn đường không xa Khi chúng phát hiện ra các anh Các anh phải chạy thật nhanh tới ngôi nhà đó Không được dừng lại anh có hiểu không Văn không biết linh hồn cô gái này là ai Tại sao lại muốn giúp anh Chạy thoát khỏi lũ quỷ với một hình dạng đáng sợ như vậy. Nhưng biết rằng bản thân không còn nhiều thời gian nữa, cho nên Văn đành phải nghe theo linh hồn cô gái, đang đứng ở bên cạnh, mà lặng lẽ quay người bước thật nhanh tới chỗ nhóm của Thái, đang tỏ ra ngạc nhiên, khi mà thấy Văn đang không ngừng bước lại gần chỗ họ đang đứng. Văn bước đến nơi thăng liền ngạc nhiên hỏi, mày biết bọn tao theo mày rồi sao? Văn liền hỏi khi nhìn thấy hai người lạ mặt đứng sau lưng của Thái, Hai người này là ai vậy Tại sao hai người họ lại đi cùng với chúng mày Thái liền trả lời như là thay cho một lời giới thiệu giúp Tân và Đại Đây là hai anh bên công an phường Chuyện dài lắm bây giờ mày tìm cách để chúng ta tới căn nhà hoang Lát nữa tao sẽ giải thích với mày có được không Phát liền gật đầu anh ta liền quay người hướng ánh mắt nhìn về phía linh hồn cô gái đang đứng như là thầm chờ đợi Thái và Thăng thì tỏ ra vô cùng hiếu kỳ bởi cả hai không biết Văn đang quan sát thứ gì. Bởi trước mắt của cả bốn người đang đứng sau lưng cổ Văn lúc này, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy một con đường vô cùng tăm tối. Hồn mà cô gái bắt đầu chuyển động lướt nhanh về hướng lũ quỷ đói, như rằng cố tình để chúng nhìn thấy. Lũ quỷ đói như là điên dại vừa cười vừa hét những tiếng gây sợ, mà điên cuồng lướt nhanh đuổi theo bóng trắng cô gái kia, tiến sâu vào trong khu rừng theo một hướng khác văn không thể tin vào mắt của mình khi lần đầu tiên trong đời của anh ta phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đáng sợ như vậy không đợi thêm một giây phút nào nữa văn quay người hét lớn về phía sau đến lúc rồi chạy nhanh lên chúng ta phải tới được ngôi nhà ma để có thể gặp bà ta chạy nhóm của thái chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy rõ nét mặt đang tỏ ra vô cùng sợ hãi hiện hữu trên gương mặt của văn thì cắm đầu cắm cổ chạy theo hướng văn thẳng về phía trước với một tốc độ rất nhanh mà bản thân có thể. Tại ngôi nhà hoang lúc này Tiến và Bảo đang ngồi đối diện với một bà lão tuổi đã cao, nét mặt đã quá nhiều nếp nhăn, nhưng gương mặt lại vô cùng hồng hào. Tiến liền dè dặt hỏi, bà là người chứ không phải là ma phải không? Bà lão vội quay người rồi khẽ cười thành tiếng giọng nói ấm áp. Theo ta vào trong này Tiến và Bảo quay sang nhìn nhau rồi cũng vội đi theo bà lão kia bước vào bên trong. Dừng trước một căn phòng chỉ tay vào bên trong lão bà liền nói. Hai người vào đi, ở nơi này các người sẽ được an toàn. Tiến nghe lời của bà lão nói xong thì vội vàng bước vào bên trong căn phòng. Bảo cũng vội vàng bước theo sau. Đứng chết chân tại chỗ, cả hai người phải hét lên bởi trước mắt của cả hai người Tiến và Bảo lúc này là ánh sáng của những thỏi vàng sáng lấp lánh làm cho mắt của cả hai không kiềm chế được sự vui mừng bà lão thở dài bước vào trong phòng bà tiến tới chiếc ghế đã quá cũ bà ngồi xuống liền bảo các người đến đây là vì thứ đó phải không bà liền gật đầu mà đáp không hề suy nghĩ bà lão kia nói gì vậy không nghĩ tới đây vì tiền là vì thứ gì khác được có số tiền này rồi tôi sẽ rời khỏi đây Tôi sẽ giàu có Tôi sẽ có tất cả Tiến bất ngờ trước thái độ của Bảo Bởi Tiến cũng không ngờ khi nhìn thấy số vàng kia Bảo lại trở nên điên dại như vậy Nhưng Tiến càng bất ngờ hơn Khi lúc này Bảo bất ngờ quỳ gục xuống đất Máu từ hai mắt từ tay của Bảo Cứ như vậy không ngừng chảy xuống Máu chảy xuống sàn nhà Cảnh tượng lúc này khiến Tiến toàn thân mềm nhũn, lao đảo đứng không vững mà loạn choạng lùi bước về phía sau, vấp vào đồ đạc ngổn ngang ở dưới đất mà ngã ngửa ra phía sau. Tiến liền run sợ nói, hắn làm sao vậy, tại sao hắn... Bà lão hai mắt đã nhắm lại miệng khẽ nói, cậu có biết ngôi nhà này thuộc về ai trước đây hay không? Tiến nhớ ra những người trong bức ảnh treo trên tường ban nãy thì liền vội nói với bà lão, có phải là của gia đình trong bức ảnh đó Bà lão đang nói chuyện với Tiến trong nhà lúc này chính là thầy Mẫn. Nhìn thấy Tiến đưa bức ảnh ra phía trước, thầy Mẫn vội vàng nhận lấy bức ảnh, dùng bàn tay lau nhẹ lớp bụi trên tấm hình. Thầy Mẫn liền thở dài nói, Đúng là họ, trước đây họ vốn là một gia đình hạnh phúc và cũng là một gia đình giàu có. Tiến liền vội hỏi, Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Năm đó chúng tôi tới đây chả phải căn nhà này đã bị bỏ hoang rồi hay sao? Vậy họ chết lâu rồi có phải hay không? Thầy Mẫn liền gật đầu mà nói Phải Vậy tại sao năm đó chúng tôi lại không có gặp bà ở đây? Còn số tiền chúng tôi đã tìm thấy rốt cuộc là như thế nào? Còn nữa thứ đáng sợ ở trong khu rừng Thầy Mẫn nhắm mắt lại thở đều đều Thầy Mẫn nói năm đó khi mà các cậu rời khỏi thì cũng là lúc ta trở về căn nhà này ta vốn là một trong số những người có mặt trong bức ảnh này cậu không nhận ra sao nói rồi thầy mẫn đưa bức ảnh về phía của tiến bước vội tới để nhận lại bức ảnh từ tay của thầy mẫn tiến đưa bức ảnh lên quan sát kỹ lại và hướng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về phía bà lão đang ngồi trước mặt mà lắp bắp nói vậy căn nhà này là của gia đình bà sao Vậy số tiền cũng là Thề Mẫn hai mắt vẫn nhắm chặt lại, giọng nói ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Người đàn ông mà cậu nhìn thấy đang ngồi ở giữa chiếc ghế đó chính là anh trai của ta. Năm đó gia đình của ta chọn mảnh đất này để sinh sống, căn nhà này cũng từ năm đó được xây dựng lên. Cuộc sống vốn dĩ đang rất hạnh phúc cho tới một đêm đó, Thầy Mẫn chưa nói hết câu thì bất ngờ từ bên ngoài tiếng cười điên dài của con quỷ đang không ngừng vang lên. Thầy Mẫn hai mắt mở lớn. Nó đã trở lại. Xem ra chúng ta không thể ẩn nấp tại nơi này. Tiến liền tò mò nói. Ý của bà là sao? Bà nói rõ hơn được không? Cậu có biết tại sao bọn quỷ đó không vào ngôi nhà này bắt chúng ta được không? Tại vì chúng không thể nhìn thấy được ngôi nhà này. Nhưng mà xem ra năng lực của ta cũng có giới hạn. Ta không thể giữ được lâu hơn nữa Sớm muộn chúng cũng sẽ nhìn thấy được Ngôi nhà lúc đó Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ Thầy Mẫn nắm chặt chuỗi chẳng hạt trong tay miệng lẩm bẩm. Năm đó trong các cậu ai là người mang số tiền quay lại đấy? Tiến liền vội vàng trả lời. Là một người bạn của tôi, anh ấy tên là Văn. Năm đó khi tìm thấy số tiền đó trong khu rừng chúng tôi đã mang theo nhưng mà cũng trong đêm đó không biết thứ quỷ quái đáng sợ nào đó đã truy đuổi chúng tôi khiến bọn tôi chết rất nhiều người thế mẫn gật đầu trả lời không phải nó truy đuổi các cậu mà là nó không muốn các cậu mang số tiền đó rời khỏi đây nói đúng hơn đó là tiền của chúng chứ không phải là tiền của các cậu tiến không thể nói thêm được lời nào nữa bởi bà lão trước mặt của anh đã nói đúng số tiền năm đó tiến cùng các bạn của anh đã tìm được bên trong một hang động trong rừng nghe đến đây thì tiến liền nói đúng vậy số tiền vốn dĩ không thuộc về chúng tôi tiếng bước chân dồn dập trên con đường mòn tiếng cười gây sợ vẫn không ngừng vang vọng từ phía nhóm người cổ văn tiếng cười man dợ ấy chỉ có một mình văn nghe thấy còn thái và thăng cùng với hai chiến sĩ công an đều không nghe thấy văn liền hét lớn mau lên đi chúng ta sắp tới nơi rồi Suốt cuộc là chúng ta đang chạy thứ gì vậy? Cậu đừng hỏi nhiều nữa Thái. Đến ngôi nhà hoang đó, giống như năm đó chúng ta sẽ được an toàn. Thái và Thăng đều nhớ như in trong đầu những việc xảy ra trong quá khứ. Cầm theo số tiền chạy từ trong rừng ra, phát hiện ra một hang động. Cũng từ lúc phát hiện ra số tiền đó thì cả nhóm người của Thái cũng xảy ra nguy hiểm. Bất ngờ tiếng hét thất thanh của Đại cắt ngang dòng suy nghĩ của những hình ảnh đáng sợ trong đầu của Thái. Quay người về phía sau tân liền hét lớn. Đại! Đại! Cậu đâu rồi? Đại bất ngờ mất tích làm cho tân vô cùng kinh ngạc. Thứ gì đó đã kéo Đại đi khiến cho anh ta hét lên trong đầu đớn như vậy. Cứu! Cứu tôi với! Tiếng hét thất thanh của Đại vang lên thì tân cũng quay lại ngay lập tức mà không còn thi đại đâu nữa. Tần bỗng nhiên dừng lại quay người nhìn về khoảng không gian vắng vẻ tối tăm. Tần liền nói với nhóm của Văn. Các cậu chạy tiếp đi. Tôi sẽ tới ngày sau đó. Tôi phải quay lại tìm đồng nghiệp của mình. Tôi cần cứu cậu ta. Văn vứt bỏ bên trong với sự gấp gáp lo lắng. Văn liền vội nói. Anh bị điên sao? Tôi biết nếu bây giờ tôi có nói cho anh biết rõ về thứ đáng sợ đang đuổi theo chúng ta kia không phải là một con thú rừng hung dữ như anh nghĩ cũng không phải là một kẻ biến thái rình rập mà nó là quỷ một con quỷ khát máu anh có tin không tân mà toàn hai mắt hơn anh ta không thể tin vào tay của mình anh ta lúc này nghe văn nói về cái thứ vô hình đang đuổi theo anh ta cùng nhóm của văn chạy thục mạng trong sợ hãi đồng nghiệp của anh ta cũng bị thứ vô hình như văn nói là quỷ kéo đi mất dạng tân liền lo lắng nói vậy bây giờ tôi phải làm sao đây tôi không thể bỏ anh ta lại được văn nắm nhẹ cánh tay của tân sao mai chúng ta sẽ quay trở lại tìm anh ta nếu bây giờ mà quay lại sẽ mắc lửa con quỷ khát máu đó chúng ta phải tới được ngôi nhà ở đó sẽ có người giúp đỡ được chúng ta tân quay lại nhìn văn đang nắm chặt bàn tay và cánh tay của anh ta như là chờ đợi anh ta phải nhanh chóng đưa ra quyết định Nắm chặt mắt lại ít phút rồi nhanh chóng mở ra, nghiến rằng tần vội nói. Được rồi, mau tới ngôi nhà hoang mà các cậu nói đi. Còn đại sáng mai tôi sẽ quay lại tìm cậu ấy vậy. Cả nhóm cổ văn tiếp tục chạy nhanh về phía trước, hướng thẳng tinh ngôi nhà hoang chỉ còn cách chỗ họ hơn 15 phút đồng hồ, chạy liên tục không dừng lại nghỉ ngơi. Nhóm cổ văn còn đang tiếp tục chạy thì ở phía sau đại đang bị một thứ vật gì đó trong bóng tối, kéo mảnh chân của anh ta ghi lại kéo lê rất nhanh trên mặt đất đại không suy nghĩ mà đưa tay vào cái túi đeo trước ngực lấy ra một mảnh giấy màu vàng nhỏ được gấp lại giữ chặt mảnh giấy vàng ở trong tay đại đưa mảnh giấy về phía sau hướng cái chân đang bị giữ mà hét lên mẹ kiếp mày là thứ gì vậy hả thả chân của tao ra tiếng hét đau đớn vang lên trong không trung Lúc đại đã bị thứ gì đó kéo đi Ngã xuống đất đại vội vàng đứng dậy Cầm chặt lá bồi nhỏ màu vàng ở trong tay Đại nhìn xung quanh một lượt rồi lầm bầm trong miệng Đây là đâu? Mình đang ở đâu thế này? Đã bất ngờ người tiếp một mùi hôi tanh nồng nặc Cái thứ mùi khó chịu đang không ngừng làm cho đại không chịu nổi Mà phải đưa tay lên bịt chặt mũi Cái gì mà hôi thối quá vậy? Có động vật chết gần đây sao? Nói rồi đại cầm chặt khẩu súng trong tay. Anh bước tới gần hơn nơi đang phát ra cái mùi khó chịu đó. Đưa bàn tay rẽ ra những cây mọc dài um tùm xung quanh. Đại bước tới gần hơn và anh phải hét lên bởi trước mặt của đại lúc này là rất nhiều sắc chết. Không phải như đại nghĩ từ trước khi mình nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ này có thể là xác của một con vật bị chết trong rừng mà lại là xác người. Rất nhiều xác người chứ không phải là chỉ có một. Cái thứ mùi khó chịu mà ít phút trước đã phát hiện ra là phát tán ra từ những xác chết đã bắt đầu phân hủy này. Là xác người sao? Sao nhiều người chết như vậy? Đại bước tới quan sát những xác chết một lượt đại hoang mang nói Cái gì? Thứ gì đã giết chết họ? Nhóm của văn chạy được đến ngôi nhà cũ bước thật nhanh tiếp mở cánh cửa văn quay đầu lại mà hét lớn nhanh mau vào bên trong trước khi chúng đuổi tới nơi tân cũng theo sau thái và thăng chạy đến được nơi và bên trong nhà tân thở dốc nói đây đây là căn nhà hoang mà các cậu nói sao tại sao trong rừng lại có căn nhà này chuyện này là như thế nào một giọng nói của một bà lão vang vọng từ trong nhà ra bên ngoài làm cho Văn cũng như những người có mặt giật mình nhìn vào bên trong. Cuối cùng cũng đến, giờ thì các cậu đã được an toàn, còn không mau đóng cửa ngôi nhà lại, không lẽ các cậu muốn lũ quỷ đó phát hiện ra chúng ta? Tân liền vội nói, bà là ai? Bà vừa nói cái gì? Lũ quỷ quỷ sao? Thầy Mẫn bước ra trước mặt của Văn và những người còn lại, phía sau thầy Mẫn lúc này chính là Tiến, văn và thái hết sức sợ hãi khi vừa nhìn xuống dưới nền đất đang nằm trên vũng máu lúc này chính là bảo thăng và tân cũng vừa nhìn thấy xác của bảo và cả hai cũng có một tâm trạng bất ngờ không kém gì văn tân liền vội vàng đưa tay chạm vào xác chết của bảo gấp gáp tân vội nói cái gì đã giết chết người này vậy không có vết thương từ bên ngoài suốt cuộc nguyên nhân dẫn đến cái chết của người này là sao chuyện gì đã xảy ra ở đây thầy mẫn liền nói giờ các cậu sẽ hiểu thôi đừng có vội chúng ta không còn nhiều thời gian ai trong số các cậu là văn là tôi tôi là văn tại sao bà lại hỏi tôi chả lẽ bà là thầy mẫn thầy mẫn mỉm cười mà nói cậu đã gầm được con bé xem ra thì con bé đã hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao phó tốt rồi trước những ánh mắt nhìn thầy mẫn tò mò và dò xét hành động của thầy mẫn lúc này Nhà dòng thầy mẫn liền nói Tại sao tôi lại muốn biết trong số các cậu ai là Văn Là bởi vì cậu tiến đây có nói Năm đó cậu ta là người duy nhất mang số tiền lấy được trong hang động đó đến nơi này Và bây giờ cũng chỉ có cậu ta mới có thể chấm dứt được chuyện này mà thôi Câu nói của thầy Mẫn khiến cho Văn hết sức tò mò. Văn gấp gáp hỏi. Bà nói chỉ có tôi là người chấm dứt được tất cả. Những cái việc đang diễn ra tại khu rừng này sao? Tại sao không phải là người khác Thế Mẫn liền thở dài Cậu chính là người đã mang số tiền Rời khỏi cái hang đó Cùng với bạn bè của cậu Và cũng chỉ cậu biết chính xác nằm đó Bản thân của cậu đã chôn giấu số tiền ở đâu Vậy ta nói có đúng hay không Tân liền hỏi Vậy thì rốt cuộc vì sao lại xảy ra chuyện này Những người bị giết bên ngoài khu rừng Có liên quan gì đến việc này hay không Thế Mẫn liền trả lời Bọn họ chết là bởi vì không thể chạy thoát được chúng Là những bóng đen đã theo đuổi các cậu ban nãy Chính là những linh hồn quỷ dữ đã ám ảnh khu rừng này Chúng đã chết bên trong hang động đó Nhưng mà không hiểu vì sao bọn chúng chết tại nơi đó Cùng với số tiền này Thì ta cũng không hề rõ về chuyện ấy Nhưng mà cậu Văn đây và bạn bè của cậu ta Đã vô tình đánh thức linh hồn đã chết Làm cho chúng trở nên giận dữ Văn liền nói tại sao chúng tôi mang tiền ra khỏi cái hàng đó chẳng lẽ là chúng bảo vệ số tiền này và vì vậy thì chúng tôi mang số tiền rời đi sẽ làm cho chúng tức giận và giết người vô tội hay sao thế mẫn liền nói thêm đúng như vậy năm xưa khi mà anh của ta dọn về đây và quyết định xây dựng lại ngôi nhà này cũng là vì mục đích muốn có một cuộc sống ổn định an hưởng tuổi già nhưng mà thật không may đêm đó gia đình của anh ta đều bị bọn cướp giết hại. Không lâu sau sự việc đã bị bại lộ, bọn cướp bị công an địa phương và dân làng hợp sức để truy đuổi, khiến gia đình của anh ta phải chạy trốn vào trong rừng. Ta cũng tìm hiểu được khi trở về đây. Sau đó khi mà cố thủ trong hang động trước khi chết, chúng từng có một lời nguyện khi số tiền của chúng bị kẻ khác lấy và đem ra ngoài. Thì lúc đó chính là lúc chúng sẽ trở lại. Tân nghe đến đây thì anh ta liền xua tay nói với thầy Mẫn. Không thể nào, chuyện mà bà đang kể nó quá hoang đường. Làm sao có những chuyện vô lý như vậy xảy ra? Chẳng lẽ trên đời này thực sự có cái gọi là ma quỷ sao? Thái quay sang dùng tay ngăn Tân lại mà nói. Tôi tin bà Tân nói là thật, chứ nếu không thì đúng như những gì bà Tân nói, thì thứ gì đã đuổi theo chúng ta chứ? Thứ gì đã giết chết người mà bên công an các anh đã tìm được bên ngoài, và trong phạm vi thuộc về khu rừng này trong thời gian qua. Thứ gì đã bắt đồng nghiệp của các anh chứ? Những việc này không phải là do ma quỷ làm thì còn ai có thể làm được việc đó. Những lời Thái đã nói làm cho Tân không thể nói thêm được một lời nào. Đúng như Thái đã nói, tất cả những việc đó Tân đều không thể lý giải bằng cái anh luôn tin tưởng bằng cả lý trí của mình. Đó chính là khoa học. Và bây giờ những việc đang xảy ra trước mắt của Tân lại minh chứng rằng liệu những hiện tượng tâm linh hay nói một cách khác là những việc có liên quan tới ma quỷ hoàn toàn khoa học không thể lý giải được. Văn vội hỏi thầy Mẫn, Vậy bây giờ bà nói đi, tôi phải làm thế nào? Làm thế nào để có thể chấm dứt được những việc đáng sợ như vậy? Tiến bước tới và gấp gáp nói, Văn, cậu phải bình tĩnh, bây giờ chỉ có một mình cậu có thể làm được điều đó, Thầy mà đã nói chỉ có cậu mới biết năm xưa cậu cất giấu số tiền. Cũng chính là cậu đã tìm cái hàng đó phải không? Bây giờ cậu hãy đào số đó lên rồi mang tới cái hàng đó. Tân liền vội vàng nói với Tiến. Cậu điên sao hả? À? Cứ cho là ma quỷ có thật đi nữa thì một mình cậu ta mang số tiền đó tới hàng động. Chẳng phải là tự mình đi tìm đến cái chết. Là một chiếc sĩ công an tôi không đồng ý để cậu ta tìm đến cái chết một cách nguy hiểm. Thầy Mẫn liền nói Cậu ta không có một mình đi đâu Tôi sẽ đi cùng với cậu ta Cậu có thể yên tâm Tôi đảm bảo trên đường tới cái hang đó Tôi sẽ bảo vệ cho cậu được an toàn Nếu không dừng lại việc này ở đây Trong đêm này sẽ còn nhiều người phải chết Cậu nói cậu là một chiến sĩ công an Có phải không Việc của cậu là bảo vệ sự bình yên cho những người dân Vậy chả nhẽ cậu đứng im nhìn hàng giờ Vẫn có người chết Tân đứng chết chân tại chỗ Bởi những lời thể mẫn nói hoàn toàn đúng nếu mà sự việc nghiêm trọng này có liên quan đến một thế giới hoàn toàn khác với thế giới hiện tại. Một nơi mà ma quỷ làm chủ và gieo rắt nỗi ám ảnh về cái chết, không ngăn chặn được, sẽ còn bao nhiêu người nữa phải chết. Nghĩ đến đây thì Tân nhìn Văn mà im lặng không nói thêm được một lời nào nữa. Văn hướng ánh mắt nhìn về thầy Mẫn mà nói, Vậy được, tôi sẽ dẫn bà tới chỗ giấu tiền này, sau đó tôi sẽ cùng bà tới cái hang đó trong rừng. Đêm nay tôi sẽ chấm dứt tất cả Dù có chết thì cũng sẽ không thể để thêm nhiều người vô tội phải chết nữa Thầy Mẫn mỉm cười mà nói Tốt lắm, vậy được rồi Nói rồi thầy Mẫn quay người nói với Tiến điều gì đó Nhưng thầy Mẫn nói quá nhỏ chỉ đủ để cho Tiến nghe thấy Nghe xong Tiến quay người bước thật nhanh vào bên trong ngôi nhà Ít phút sau thì Tiến trở ra với một chiếc túi khá nặng đặt chiếc túi ra trước mặt của thầy mẫn và những người có mặt tiến liền nói thưa thầy tất cả đều có ở đây có thật là tất cả đều có ở đây không tiến nghe thầy mẫn nói vậy thì bất giác mặt liền đỏ lên vì xấu hổ đưa tay lấy một sấp tiền trong túi ném lại vào chiếc túi đang đặt trước mặt tiến liền ấp ống thưa thầy còn thầy mẫn liền thở dài tại sao con người chúng ta lại quá coi trọng những thứ vật chất như vậy chẳng lẽ cậu không thấy bảo vì sao cậu ta chết trước mặt của cậu hãy nhớ lời ta dặn số tiền này không thuộc về các cậu nếu các cậu vẫn muốn có chúng chỉ tự các cậu đưa các cậu đi vào chỗ chết mà thôi có hiểu không tiến liền cúi đầu thưa thầy con con biết rồi à thầy vẫn đưa tay chỉ những que cồi trên nền nhà rồi nói với tiến mau đi nhặt hết số cồi đang có trong nhà lúc này tập trung lại đây sau khi ta và cậu Văn đây tìm lại số tiền mà năm đó cậu ấy đã giấu đi, ta sẽ đi cùng cậu Văn tới cái hang mà năm xưa các cậu đã lấy số tiền đó mang đi. Việc của cậu ở đây là đợi khi mà ta đi được hai tiếng thì lập tức dùng lửa đốt hết số tiền này. Cậu nói cuối cùng của thầy Mẫn vừa dứt cũng là lúc mà cả nhóm của Văn và Tân đều há mồm trợn mắt ngạc nhiên. Bởi số tiền mà họ đang thấy ở trước mặt có thể giúp cho họ đổi đời khi mà rời khỏi nơi này. Vậy mà thầy Mẫn lại muốn dùng lửa thiêu rụi tất cả. Thái liền dè dặt hỏi, chúng ta phải đốt hết số tiền này sao? Mẫn gật đầu trả lời câu hỏi của Thái. Không chỉ có đốt hết số tiền này, mà cả ngôi nhà này cũng không thể giữ lại nổi. Phải đốt hết tất cả. Nào, giờ không còn thời gian nữa. Văn, chúng ta bắt đầu đi. Tiến vội gọi theo với khi mà thầy Mẫn và Văn đang đi ra phía cửa chính thầy mẫn còn có số vàng này thầy mẫn quay lại nhìn tiến thầy mẫn đáp số vàng đó là tất cả những gì anh trai của ta để lại nếu ta không thể trở lại lấy chúng thì các cậu giúp cho ta một việc có được không tiến vội vàng gật đầu nói nhanh người cứ nói con nhất định sẽ thực hiện thầy mẫn thờ dài những hộ dân trong ngôi làng này suốt nhiều năm qua đã phải chịu khổ vì con quỷ đói phá hoại các cậu nếu có thể rời khỏi đây hãy quy đổi số vàng đó ra tiền mặt rồi quay lại giúp đỡ cho họ đây cũng là tâm nguyện cuối đời của ta hãy giúp ta hoàn thành tâm nguyện đó tân nghe thầy mẫn nói mà trong lòng anh vô cùng nể phục bởi số vàng đó nếu quy đổi ra tiền mặt thì có thể mang lại sự thay đổi rất lớn về vật chất cho những hộ dân đang sống trong ngôi làng thái và thăng đều ngỡ ngàng trước quyết định cuối cùng của thầy mẫn Cả ba người nhìn nhau rồi hướng ra phía thầy Mẫn rồi gật đầu đồng ý. Thầy Mẫn thấy cả ba gật đầu thì liền vui mừng, mỉm cười thầy Mẫn nói. Thay mặt những người dân sống trong làng, cảm ơn các cậu rất nhiều. Nói dứt lời thì thầy Mẫn quay người cùng với Văn trở ra ngoài. Trong khoảng không gian tối tăm của khu rừng này, Văn đang cúi người hì hục đào xuống từng nhát xẻng để lấy số tiền năm đó anh đã cất giấu tại đây cách ngôi nhà không xa đứng phía sau thầy mẫn lặng im quan sát gió đã bắt đầu thổi mạnh thầy mẫn nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời bỗng thầy mẫn hai mắt mở lớn giọng gấp gáp phần cậu phải nhanh lên văn đăng Đào nghe thầy mẫn nói vậy thì liền dừng lại mà lo lắng có chuyện gì sao thầy tại e nếu cậu không đào nhanh lô quỷ đó phát hiện ra chúng ta mất mau lên đừng lãng phí thời gian Nghe thầy Mẫn nói và quan sát nét mặt của thầy lúc này Văn nhận ra có điều gì đó bất thường thì không để mất thêm một giây phút nào nữa. Cuối người xuống Văn tiếp tục đào cho đến khi sẻng chạm được tới một bọc vải màu trắng. Văn mừng quá anh ta liền hô lớn. Tôi tìm thấy rồi, tôi tìm thấy số tin đó. Thầy Mẫn vui mừng chưa qua đã vội quay đầu nhìn lại phía sau bởi một giọng nói vừa khẽ vang lên. Chúng mày đây rồi, Trông mày ở đây mà ta không nhìn thấy giỏi lắm. Mắt vẫn nhìn về hướng khoảng không gian tối tăm nơi giọng nói của một con quỷ vừa vọng tới. Đưa bàn tay về phía cổ văn giọng của thầy mận gấp gáp. Màu lên, mang số tiền đó tới cái hang đó. Khi đặt số tiền lại cái hang thì dẫn lá bùa này vào cửa hang rồi lập tức đốt hết số tiền đó đi. Nhanh lên, Văn ôm bọc tiền leo lên mặt đất Nhìn dáng vẻ run rẩy của thầy Mẫn thì vội hỏi Thầy không đi cùng sao à Cậu phải nhanh lên Không kịp nữa Nó đã phát hiện ra chúng ta Bọn chúng sẽ tới đây ngay mà thôi Ta sẽ ở lại chặn đường của chúng cậu mau đi Nhưng còn người thì sao Văn đang còn do dự chưa muốn đi Thì bất ngờ trong một khoảng không gian bên cạnh Văn Bất ngờ một bóng trắng hiện lên một lúc một rõ Bóng trắng đó chính là cô gái Văn đã gặp khi tới đây. Cô gái liền nói, anh mau nghe lời của thầy Mẫn, đi mau đi tôi sẽ ở đây phụ giúp thầy. Anh có được chiếc vòng tay đó, chiếc vòng sẽ bảo vệ cho anh tới được cái hang. Anh phải nhớ làm theo những gì thầy Mẫn đã căn dặn. Phân lặng người đi khi nhìn thầy Mẫn lúc này nét mặt đã ướt đẫm mồ hôi và gương mặt thực sự đã trở nên nghiêm túc hơn của linh hồn cô gái bên cạnh thì liền quay người ôm bọc tiền chạy thật nhanh vào khoảng không gian tối tăm, sau đó bỏ lại thầy mẫn và hồn ma kia, bỏ mặc lại trong thâm tâm của văn anh. mặc dù trong thâm tâm của văn anh không hề muốn. thầy mẫn cảm giác được nguy hiểm đã gần kề thì liền nói với hồn của cô gái bên cạnh: bà năm nay chính là con đã bảo vệ ngôi làng này sao? vâng thưa thầy, nhưng năng lực của con cũng chỉ có giới hạn, không thể ngăn chặn được lũ quỷ đó hại thêm người vô tội. Thế Mẫn liền trả lời Không thể nói như vậy Họ tự tì tìm cái chết vì quá tham lam mà thôi Không hoàn toàn là lỗi của con Con đã cố gắng hết sức rồi Ông trời có mắt hôm nay Mang cậu văn đó trở lại nơi đây Này Việc này hy vọng cậu ta sẽ không làm cho ta thất vọng Thế mẫn dứt lời Thì tiếng cười như điên dại vòng vòng Từ bốn phía vọng lại Gió từng đợt thổi mạnh hơn Làm cho cát bụi bay mù mịt từ bốn phía xuất hiện nhiều bóng đen hơn. Những bóng đen đó dần hiện nguyên hình với nhiều hình thù đáng sợ. Kẻ không có mắt thì máu dính đầy trên gương mặt. Những con quỷ như điên dại bắt đầu lao về phía của thầy Mẫn như những con thú thèm khát máu tươi trong cuộc săn mồi. Đưa tay gắn nhanh mồ hôi trên trán, thầy Mẫn cố gắng đứng vững, hai chân thật chắc trên mặt đất. Những lá bùa được đọc chú từ bàn tay của thầy Mẫn được bàn tay đã nhanh nhau của thầy bắn vút đi hướng thẳng tới những con quỷ cách đó một đoạn khoảng cách rất xa đại bóng kinh hãi lùi về phía sau bởi trên những xác người đang phân hủy đó bất ngờ có những dấu hiệu kỳ lạ những vòng trắng từ những xác chết đang không ngừng bốc hơi lên khoảng không ở phía trên cảnh vật trước mắt của đại trở nên ma mị vô cùng đại dường như không thể tin vào mắt của anh ta khi đây có thể lần đầu tiên trong đời đã có được tận mắt chứng kiến cảnh vật tâm linh huyền ảo này. Những vòng trắng hòa quyền với nhau rồi chuyển hướng bay thẳng về phía sau đại như một cơn gió lớn. Đại nhìn theo rồi trong suy nghĩ của anh ta như có điều gì đó thúc đại. Đại phải chạy theo vòng trắng đó. Ngay đến đây đại chạy theo thật nhanh phía sau cho tới khi trước mặt đã lộ dần hiện ra một ngôi nhà được nằm trên một khoảng đất rộng. Thái và Thăng cùng với Tân lúc này cũng vì hiện tượng kỳ lạ đưa Đại tới đây mà Hiếu Kỳ chạy ra. Thế Tân từ phía xa Đại đã hô lớn. Tân, may quá cậu ở đây, cậu còn sống sao Đại? Đại và Tân mừng rơi cả nước mắt khi hai người gặp lại nhau. Đại kể lại toàn bộ những gì mình đã nhìn thấy khi đã bị lũ quỷ kéo tha đi cho đến bây giờ. Khi những vòng sáng từ xác chết bay trong gió dẫn Đại có thể trở lại nơi đây nghe xong câu chuyện đại kể tân dù không tin vào cái gọi là tâm linh cũng ít nhiều làm cho anh ta phải suy nghĩ lại khi mà thầy mẫn dùng sức lực cuối cùng chiến đấu với lũ quỷ cùng sự hỗ trợ từ ma nữ kia cũng không phần nào có thể chiếm được ưu thế có thể giành được phần thắng lùi lại phía sau thầy mẫn tay đặt trước ngực máu chảy từ khóe miệng thầy mẫn nghiến răng mà nói phần cậu phải nhanh lên chúng tôi tin là cậu cố lên Gió không ngừng thổi mỗi lúc một mạnh hơn Làm cho văn đi lại càng trở nên khó khăn Bộ thật trần bọc tiền rất nặng vào cơ thể của mình Văn liền leo lên từng viên đá lớn Bàn tay đã bắt đầu chảy máu làm văn cảm thấy đau đớn Dù sao thì đau đớn tới đâu văn cũng không thể bỏ cuộc Bất chấp đau đớn đến đầu văn vẫn gượng gạo leo lên Cho tới khi cửa hang hiện ra trước mắt khi mà cửa hang vừa hiện ra Văn liền vui mừng đến bật khóc Văn leo lên cho tới khi đôi chân đã đứng trước cửa hang động Mà năm đó Văn và nhóm của Thái đã tìm thấy số tiền Văn hét lên phá tan không gian tĩnh lặng vốn có của màn đêm Tao đến đây rồi Lũ quỷ chúng mày ở đâu Tao đến với chúng mày rồi Tiếng hét âm vàng núi rừng đó của Văn như là thức tỉnh lũ quỷ đang điên dại chiến đấu với thầy mẫn phải dừng lại bọn chúng kêu la những tiếng giận dữ rồi biến mất như một cơn gió thổi qua thầy mẫn gục xuống đất sức lực của thầy đã cạn kiệt thầy mỉm cười nói câu nói cuối cùng kết thúc rồi anh trai em phải về với mọi người đây văn cảm ơn cậu rất nhiều tiến dùng diêm châm lửa sau đó khi đã kéo ra được một số vàng khỏi ngôi nhà cả năm người nhìn nhau rồi cùng đồng loạt nhất trí dùng ngọn lửa trên que củi thiêu trụi ngôi nhà như lời của thầy mẫn căn dặn ngọn lửa cháy bùng lên cùng với gió chẳng mấy chốc đã bốc cao bao phủ toàn bộ ngôi nhà là ngọn lửa bước vào bên trong hang động đặt lại cọc tiền vào vị trí cũ nhanh chóng văn dùng lửa đốt bỏ đi số tiền chạy nhanh ra ngoài lấp ở một gốc cây lớn để chờ đợi một lúc sau từ bên ngoài những tiếng hét những tiếng kêu tức giận không ngừng vang lên rất nhiều làn khói đen lao rất nhanh vào bên trong hang biết đến lúc phải làm theo lời của thầy mẫn căn dặn là khi đốt xong số tiền là phải dán bùa này vào cửa hang văn đứng dậy bước tới cửa hang động lấy lá bùa màu vàng trong tay của văn bất ngờ rực sáng lá bùa vừa được dán lên trên mặt đất đã bắt đầu rung lên dữ dội hang động bất ngờ bị sập cũng vì vậy mà đá rơi xuống lớp kín cả cửa hang lại. Chỉ còn lại lá bùa dán ở bên ngoài cửa hang là vẫn được dán chặt ở bên ngoài. Văn mệt mỏi ngồi rụp xuống đất Văn liền nói. Thiềm hẳn tôi làm được rồi, tôi làm được rồi. Gió lớn đang ngừng thổi. Tiếng hét tức giận và ai oán của lũ quỷ bên trong hang động cũng đã ngưng hẳn. Đứng dậy bước tới Văn dùng tay dán chặt hơn lá bùa trên mặt đá rồi quay người nhanh chóng trở về ngôi nhà. Ngọn lửa đang thiêu chùi tất cả, cả ngôi nhà đã ngập trong ngọn lửa bốc lên cao ngút trời. Quay sang nhìn đại tân vội hỏi, tại sao cậu có thể tìm được đường về đây vậy? Mà bà, bà nãy cậu bị thứ gì lôi đi, suốt cuộc nó là thứ gì chứ? Đại thoáng nét hoang mang lộ rõ trong mắt, run rẩy đại liền kể lại. Lúc tôi bị thứ gì đó bám chặt và kéo chân lôi đi rất nhanh, không biết đã bị kéo đi bao xa, thì tôi bất ngờ đang nghĩ ra một miếng bùa mẹ tôi vẫn ép tôi phải mang theo khi đi làm và căn dặn mảnh bùa vàng này là vật bất ly thân nào ngờ trong lúc nguy hiểm ban nãy mảnh giấy này lại có tác dụng giúp tôi thoát nạn Tên bị cuốn theo lời kể của đại tân thấy đại không tiếp tục kể thì lên tiếng rồi sau đó thế nào cậu đã bị cáo tới đâu và làm thế nào cậu có thể về được đây đại tiếp lời kể nốt câu chuyện mà anh ta vẫn còn giang giả sau đó tôi kể cậu nghe Còn không dám tin là thật Tôi đưa tay cầm mảnh giấy màu vàng Hướng về cái chân tôi đang bị lôi Thì bất ngờ ngoài sức tưởng tượng Trong bóng tối một tiếng hét nghe tưởng chừng Như là vô cùng đau đớn Tiếp theo đó là tôi rơi xuống đất Nhưng thật kỳ lạ Tôi bị kéo như vậy mà toàn thân không hề bị thương Sau đó tôi thấy tôi ở một nơi vắng vẻ trong rừng Rồi sau đó tôi ngửi thấy mùi hôi thối Và tôi đã thấy có rất nhiều xác chết và những xác chết người đó đã bắt đầu phân hủy rồi từ từ những cái xác đó đã bắt đầu bốc lên những làn gói trắng làn gói đó sẽ giúp tôi theo đó được đến đây tân nghe đại kể xong thì vô cùng kinh ngạc bởi nếu đêm nay anh không tận mắt chứng kiến những hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra mà nghe đại kể lại thì chắc chắn anh không thể tin đó thì chắc chắn anh không thể tin và cho nó là hoang tưởng nhưng mà đêm nay tân đã có mặt ở đây Tần đã chứng kiến và những sự việc kỳ lạ được cho là hiện tượng tâm linh kia và Tần đã hoàn toàn tin những gì đại nói là sự thật. Bỗng tiếng hét lớn của Văn làm cho cả nhóm giật mình chạy thẳng đến chỗ của Văn. Ngày lúc này thì Văn đang đỡ lấy thầy Mẫn, tiến gương mặt tỏ ra lo lắng hỏi. Thầy Mẫn sao rồi bà ấy? Văn lắc đầu buồn bã trả lời. Chúng ta tới muộn rồi, bà ấy đã đi rồi. Đại không biết bà lão đã chết trên tay của Văn lúc này là ai. Thêm vào đó lại nghe tiếng của tín gọi bà lão đó là thầy thì tỏ ra vô cùng hiếu kỳ. Đại quan sát nét mặt của Tân thì nhận ra trên gương mặt của Tân lúc này đã biến sắc. Nét mặt cũng trở nên buồn hơn. Đại suy nghĩ Tân biết bà lão này là ai cho nên anh ta mới buồn như vậy. Thì không hỏi mà chỉ lặng im quan sát. Tiến run rẩy hỏi Văn. Vậy cậu đã... Văn thở dài đáp lại lời của Tiến. Xong rồi, chúng ta đã thành công. Số tiền đã bị hoàn toàn tiêu hủy. Và cái hàng cũng đã được tôi theo lời của thầy Mẫn dán lá bùa bên ngoài. Thầy Mẫn đã căn dặn, chỉ tiếc rằng tôi vẫn chưa thể nhanh hơn lũ quỷ đó. Thân và Đại giúp nhóm của Văn Đào cho thầy Mẫn một ngôi mộ nằm trong nghĩa trang nhỏ của ngôi làng. Số vàng mà thầy Mẫn để lại cũng được chuyển sang tiền mặt theo nguyện vọng của thầy mẫn khi còn sống và sau đó không lâu số tiền nhanh chóng được đưa tới trường làng văn cùng nhóm bạn của anh ta tiến hành thuê người xây dựng trường học và giúp đỡ hộ nghèo trong làng việc trồng trọt chăn nuôi gia súc với số tiền mà thầy mẫn để lại đã giúp cho ngôi làng như là khoác lên mình một chiếc áo mới người dân trong làng có thể thoát khỏi cái nghèo các em nhỏ có thể đến trường và cũng với số tiền đó một con đường mới kéo dài từ ngôi đường đến con đường lớn ngoài quốc lộ công đất được xây dựng lên sau đó không lâu văn cũng bán nhà trên thành phố và chuyển về ngôi làng sinh sống kinh tế của gia đình văn cũng từ đây tốt hơn nhờ việc trồng trọt và buôn bán những lương thực thu hoạch được từ việc trồng trọt văn cũng làm mô hình chăn nuôi và đạt hiệu quả tốt số tiền dư giả văn cũng giúp mẹ của hùng người bạn của văn khi còn sống chữa bệnh một đêm khi ngủ Văn nằm mơ thấy Hùng tìm về với anh ta Anh ta nói một câu với một gương mặt vui vẻ Văn Cảm ơn cậu đã giúp tôi chữa bệnh cho mẹ Ơn này của cậu nguyện kiếp sau Có làm trâu ngựa tôi cũng xin được báo đáp Hồng nói rồi quay lưng đi Mặc cho Văn có gọi thế nào Cũng không quay đầu nhìn lại Hường ở bên cạnh thấy Văn ngủ mơ Thì vội vàng dùng bàn tay chạm mạnh Vào người cậu Văn rồi nói Anh dậy đi anh Ngủ mơ cái gì mà hét đến vậy lúc này nghe tiếng của Hương gọi Văn mới ngồi dậy nhìn về mặt đang nhìn anh ta khó chịu của Hương Văn liền thở dài tôi vừa nằm mơ thấy thằng Hùng mà lâu rồi đâu có những giấc mơ như vậy Hương nằm xuống nhắm mắt lại vẫn không quên nói với Văn có khi anh giúp mẹ anh ấy chữa bệnh nên anh ấy tìm về để cảm ơn cũng chẳng có gì lạ Văn không nói thêm nữa nhưng cũng không thể ngủ lại bước ra khỏi giường Văn tiến đến ngồi xuống bên bàn uống nước mà hướng ra ngoài bởi trong suy nghĩ của anh ta lúc này đang nghĩ tới một việc có lẽ làm cho văn ấy náy suốt cả cuộc đời và không bao giờ có thể tha thứ cho mình. Đó chính là vì số tiền không phải là của mình và đã vô tình gây nên những sự đau thương và đáng sợ đó xảy ra nhiều năm về trước. Cũng vì vậy mà Văn quyết định về đây sống tại ngôi làng này để trả những sai lầm mà anh tạo ra trước đây và cũng phần nào anh muốn bù đắp cho những người còn sống trong ngôi làng này chỉ vì anh mà nhiều năm đã bị ma quỷ quấy phá. Thái và Thăng trở về thành phố tuy không lấy được số tiền, nhưng sau những việc xảy ra, cả hai cũng đã hiểu được rằng, muốn giàu có thì bản thân không ngừng nỗ lực. Thái và Thăng mở một công ty buôn bán hoa quả và thực phẩm sạch, và nguồn hàng cũng mua lại từ văn và những hộ dân nghèo sinh sống trong làng. Cả ba người như một mối liên kết chặt chẽ với nhau, không ngừng giúp nhau, để có được một cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.